Con hàng nó về nhà mình á. Quấn nó đi, quấn nó đi. Trời ơi, nào quấn á. Trời anh em con nào quấn rồi trời. Hay quá nào, hay quá. Trời ơi. Vậy mà quấn cũng được nữa trời, tức dễ sợ luôn. Wow, kiếm ngon, kiếm ngon. Ui, địch nè. Mày quấn lén hả con? Ui, nó nữa. Chết đi. Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Kanger đây. Thì hôm nay mình lại trở lại với Minecraft Backward. Thì hôm nay anh em đã thấy server nó có gì thay đổi không anh em? Đó, anh em thấy cái map pro chưa? Nó đã rộng hơn xưa. Bây giờ tôi phải bay khắp nơi luôn anh em. Nhưng mà cái map rộng thế này không biết là nó có bị lắc hay không nha. Ok, thì hôm nay là mình sẽ chơi cùng với lại Nabi anh em ạ. Đấy, Nabi trong B-team của mình ấy. Anh em nào chưa biết thì đừng quên là qua kênh của Nabi để ủng hộ Nabi anh em bằng cách là đăng ký cho Nabi. Ok, thì hôm nay mình với lại Nabi sẽ chơi Parkour với một cái thử thách cực kỳ dễ, chứ không phải cực kỳ khó nha. Ok, thì đó chính là mình với Nabi sẽ đi tiêu diệt cái địch. Nhưng mà bằng cách nó chơi là chơi đánh lén, không nói rồi. Nó gọi là chơi xấu, chơi không có friendly. Nói chung là ok vậy đi. Thì chỉ nói sơ sơ vậy thôi, chứ thật ra cái này cũng không xấu mấy. Cái này là chiến thuật cả đấy anh em à. Thì mình với Nabi sẽ mua, sẽ qua bên Emerald. Ui, cái gì bắn ra kìa. Kiểu sẽ qua bên mid thật là nhanh này đó, lấy thật là nhiều Emerald để có thể mua thật là nhiều thuốc tàng hình. Tại thuốc tàng hình nó chỉ có một Emerald thôi, nên là tụi mình sẽ mua cực kỳ nhiều. Mà mình sẽ qua từng nhà mình chơi, kiểu mình chơi kiểu mình uống thuốc tàng hình xong mình đi qua nhà luôn anh em, nó không biết á. Kiểu đập giường hết luôn. Ok không Nabi? Sao đứng yên vậy anh em? Vậy. Ngáo không nào? Nhìn gì vậy? Thích. Ủa nhìn gì đâu? Thì nói đi nghe nè. Đây biết, tiện thấy nó đứng nó nhìn gì anh em. Nãy tôi giới thiệu nãy giờ không chào bạn bè là nào bạn chào đi. Thì nếu anh em thích video đừng quên cho mình một like, đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông cái phần đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới được lên YouTube mình anh em. Anh em nào có thử thách hay đừng quên là đặt bên dưới phần bình luận bằng cách hashtag thử thách, đặt những thử thách hay bên dưới nha anh em. Và đừng quên là qua kênh của Nabi và tất cả các thành viên trong B team để ủng hộ họ nha. Ok, còn gì thì let's go. Let's go. Ok, và server đếm tới số 1 và tất cả mọi người chưa vô trận anh em ạ. What the. Giết nhau đi, giết nhau đi. Ôi tôi giết người rồi anh em ơi, tôi giết người rồi. Vô rồi. Ui sao server nó cảm thấy nó lắc anh em ạ. Ôi anh em thấy không? Nay mình có mũ giáng sinh với lại cái cây kẹo ngọt nè, đó, pro vip chưa? Đấy, ok, giờ mình sẽ qua mình biết thật là nhanh nha. Nabi thì bọc cái giường thật là nhanh nha Nabi. Không cần quá cầu kỳ đâu. Ok. Sẽ cố gắng. Ok, cứ cố gắng đi, cố gắng là thành quá cố đấy. Ui team xanh vẫn chưa có động tĩnh đâu ạ. Vàng là chị Nabi với anh Khen nha mọi người. Cái đầu xanh. Vãi. Sao nó biết vậy? Ui what? Này đi. Rồi. Ok mình uống thuốc rồi này. Nè nào nè, hai viên này. Chuẩn bị đi chơi luôn nè nào ạ. Đấy, cái trận này tụi mình sẽ chơi lẹ luôn anh em ạ. Chơi nhanh thắng nhanh luôn đấy. Nên là bây giờ mình phải bọc cái giường cho nó đàng hoàng xíu để đi quấn lộn cho nó đã. Trời ơi, nãy vừa quên mua kiếm luôn ba. Trời ơi, tại cầm cái cây này anh em ạ, mình không biết là mình cầm cái gì để mình quấn lộn luôn á. Kiểu mấy thằng kia nó cũng cầm skin đó, xong mình không biết nó cầm cái kiếm gì luôn, xong cuối cùng nó cầm kiếm cung đập vỡ mồm. Oh my god. Chết rồi, hụt rồi nào ơi. À, khó quá. Mà chị sớm vậy bạn Hiền. Ôi 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 ôi, nó bắn fireball nào à. Và ấy thật sự. Nào chơi lại nó không nào. À thôi, bắn hụt rồi. Ok, mình sẽ làm siêu xe cho anh. Tiếp quá. Trời ơi. Đang xuống nào ơi, đang xuống. Đang xuống. Mày quýnh cái gì vậy nào? Nope. Mày quýnh cái gì mà nó không dính cái thằng đó luôn á. Ủa? Ấy thật sự, nào nó quýnh mà mình không thấy nào nó quýnh dính thằng đó thằng nào luôn ba. Bị công rồi, tiện hành niên kia nó báo lên tụi nó kia không biết nữa, giờ bị công nè. Chơi được. Rồi nó chết rồi. Canh tiếp đi nào ơi, qua rin này. Còn hú không, còn dưới mấy viên hú không? Hai bình. Chưa có xài đâu. Ok, chuẩn bị clear tím này. Mình chơi đi mình nè. Ok Nabi. Con hàng đang qua nha. Thấy rồi. Ok chạy vô liền này.
sau lưng Rin nè, sau lưng Rin nè. Đâu 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 đâu. Sau lưng kìa. Dưới kìa nào. Đâu đâu. Đây nè. Tiên ti kìa. Rồi ok, làm lại vườn đi. Quá nhanh quá nguy hiểm anh em ơi. Lộ cái vườn bên trong nào ơi. Thấy rồi, đang bật. Ok. Rồi giờ mình qua mình chơi tiên tím nha. Trời ơi, tụi này nó công ghê quá anh em ơi, tôi chưa kịp trở tay luôn á. Thề. Tụi kia nó nói ra chi giờ tôi bị công này. Ok, chết tím với mình nè. Dạ, để mình qua mình chơi tím cho. Chưa kịp uống tàn hình luôn á. Các bạn chơi kỳ quá. Đúng rồi, chơi kỳ quá. Chơi ai chơi. Thì ai đổ. Chơi chơi đổ mấy mé nữa. Mẹ. Thằng tím nó quánh á. Két tụi kia cắt hẳn lấy tụi vị trí của Hanger. Rồi nào đi qua đi. Đi qua đi, qua đi. Đây đây đây. Rồi đi lên lầu, lên lầu, lên lầu, chuẩn bị uống thuốc nha, chuẩn bị uống thuốc nha. Có táo vàng chưa? Có táo vàng chưa? Ăn táo vàng nè. Ăn táo vàng vô, ăn táo vàng vô. Đây nè. Đây 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 đây. Ê thằng. Lên 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 lên. Không xíu mất giường là té chết. Ui. Tím tím chuẩn bị đập nè, nhanh lên. Ăn vô, gọi uống tay hình, uống tay hình, uống tay hình vô. Nhảy xuống luôn, nhảy thẳng xuống dưới luôn. Yes. Mày đánh lén thần trưởng của vị trí của Hanger. Mày đánh nó nào. Đúng rồi. Đó, trời ơi. Pro chưa, pro chưa? Ăn táo vàng, ăn táo vàng, ăn táo vàng vô. Mua táo vàng đi. Anh chừng cho. Rồi, quá pro anh em ơi. Pro VIP chưa? Trời ơi, tôi không làm gì luôn. Tiền cái giường nó tự bị đập luôn. Ok nào, chuẩn bị qua đen luôn này nào. Đó, đen có chết chưa? Đen chết ngắt luôn rồi nào ơi. Ui, còn blue thôi, còn blue thôi. Qua đây nào. Đi blue thôi, blue thôi. Đây. Mình chưa mất giường, thằng blue cũng chưa mất luôn. Còn hút tàn hình không? Còn hút tàn hình không? Còn mới uống con chai. Ê, đang thấy blue, đang lấy blue trên mid nè, đang bị qua gặp mình luôn nè. Ok. Này muốn qua mình nào Bi ơi. Qua quýnh nó. Này, chơi nào. Vô. Mày. Rồi, đúng rồi, quýnh nó nào, đúng rồi. Trời ơi, nào hú dữ không à. Rồi chưa, trời ơi, nay nào nổi máu chó rồi anh em ơi. Giết nhỏ luôn kìa, ghê chưa. Đó, ghê chưa, trời. Bro, cái chân nổ nè ơi. Nổ ơi. Ôi, thôi. Hai lai ghê à. Đỉnh thế. Qua đây luôn nào, qua đây, quay lại. Nhanh lên, nhả luôn nè. Tay. Nhanh lên, trời, Navi này pro nha. Trời, quá dữ nha. Rồi, ăn táo vàng vô, nhảy xuống dưới nha. Uống hút tàn hình chưa, còn hút tàn hình chưa. Còn. Rồi, ok, uống này. Rồi, nhảy xuống. Nó sẽ không biết chúng ta đâu. Nào mà đập vườn nó nào. Đập vườn nó chưa. Hay quá nào ơi. Gọi nào clear luôn đi nào. Ôi, mình đang đứng coi Navi clear anh em ạ. Từ nào. Hên xui nha. Gán lên. Không biết Navi đi clear được không nữa. Ôi, mở bên kia. Thiếu thằng nữa nào. Trời ơi. Mình muốn tóc đội trước. Không hút tàn hình. Đang nào ạ? Đang qua nó. Blue à? Đang qua blue. À bên này. Cái đậu xanh. Cái đặt lóc xì đa vậy. Hết tàn hình bà luôn rồi. Cái đậu rồi. À, trời ơi. Nó tự té luôn rồi nào ơi. Chi. Ôi ôi, quá ngầu đây mà. Ôi, thật sự luôn. Ok. Chúng ta tiếp tục trận thứ hai này mà. Ok, đây giờ chúng ta sẽ qua chơi bát mán lại. Ôi chết, oh my god, tuyển tôi mua cái này làm gì trời. Gọi nó té luôn à. Ôi thằng này nó có một mình nè nào ạ. Tội nghiệp nó quá, nhưng mà thôi cũng phải chết thôi em ạ. Ai rồi cũng phải chết thôi em ơi. Ai rồi cũng phải chết. Ok, sorry em. Nhưng mà ai rồi cũng phải chết thôi. Ok. Đấy, anh đang làm video nên là em thông cảm. Nếu em có xem video này thì em đã được lên TV rồi đó. Ôi, nghe có hàng đang bay fireball qua mid rồi nha. Mid là của chế. Mid không phải là của ai hết, của chế. Gì nào, giùm mình mấy. Trời ơi, đi gì cũng té nữa. Đâu, lỡ tay nhảy hơi sớm, mình gấp xuống hố. Ok. Được 9 cục em rồi. Ui, nhanh vậy, 9 cục em rồi luôn rồi. 12 cục luôn nào ạ. Vãi. Cái map này nhanh thế. Oh
my god, mình đang đổi skin lại nè mà. Tại mấy skin kia, skin bình thường của mình á, bị mấy bạn kia phát hiện mình là Kanger rồi, nên là mình phải đổi skin này. Nhưng mà Naobi nó không đổi được skin nên là tụi nó vẫn biết. Có không mình sắc con ngày vẫn bị biểu gì bị đá chim đậu xanh. Ok, múa cho 15 trái luôn à. Ok ngon anh, chơi luôn anh. Biết bài Fireball không? Nào bài đè, chơi thử lên trên lớn để xem fan có chậm trồ. Không. Why, why not? Chưa muốn mất đồ nên không bay Fireball. Bạn thường biết mình không có chơi được mấy cái đó mà. Trời ơi, pha nãy còn vừa bay xong đập kia chết luôn, giờ nói vậy chết luôn. Ai, hồi nào? Nãy đó, trận trước pha hai lao mấy. Nope. Có hả? Có, sao không? Trời ơi, kêu nó đi mà về nhà bọc giường tiếp anh em ạ. Quay bây giờ, cái này, cái nghề của nó rồi. Từ từ. Cái đầu xanh. Nó không phải vừa phải bọc cái chắc lên cái đã. Nó bị liệu anh em ạ, phải thật sự là à, kiểu bọc nhiều quá, hoa ngáo rồi. Trời à, chọn đi chơi team nào nào. Chọn đi. Team nào cũng được. Yeah. À, team đỏ. Ui ui cái gì mạnh vậy? Đau quá, đau quá, đau quá. Ấy à, đừng có đứng đó, đừng có đứng đó, đừng có đứng đó, đừng có đứng đó. Ok. Tiến qua, tiến qua, tiến qua. Qua kệ nó. Giờ mình chơi team nào, muốn chơi team nào, muốn chơi team nào. Thì team nào cũng được. Ok, muốn tàng hình chưa? Tôi có hàng qua này. Sao lưng tiên ti kìa, quỳ xuống, quỳ xuống tiên ti, quỳ xuống. Ok, chuẩn bị qua đỏ nha, uống tàng hình nè, uống tàng hình vô rồi. Đừng có uống, đừng có uống thẳng thừng vậy bà nội. Đâu rồi, xe đâu rồi nè, có đường nhỏ nhỏ nè. Tôi chơi hay nhiều tiền anh em ạ. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ chơi team tím nè. Rồi. Bây giờ đi hai người nó dễ bị dính quá nên là mình sẽ đánh lẻ anh em ạ. Đi trước nha nào. Ủa đang đánh team nào vậy? Đâu rồi? Đang không? Đánh team đỏ. Lý đỏ rồi đó. Ok. Phá giường chưa? Rồi. Đây. Người chơi hãy gánh team. Ok, clear. Còn team tím thôi nào à. Tím, đang qua. Ok. Trời ơi, dám chơi tôi hả? Để mình quay lại mình thấy mấy cái thuốc, thuốc tàn hình cái nào. Ok. Ôi tím nào hết luôn rồi kìa. Còn một hàng. Ôi còn hàng ở đâu? À, nó chạy về nhà, nó chạy về nhà kìa. Phải. Mày quay về đây con trai. Cái đậu. Rồi ok. Nào ơi, nó bị tàn hình đứa này nè. Để bay qua đâu ơi, để mình bay qua, để mình bay qua. Ok đi đi đi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Team nào? Dạ còn team nào bật tab bên kia. Thấy không? Có team blue với lại team đen nè. À. Rồi. Nó mình uống thuốc tàn hình xong nó còn thuốc không? Còn thuốc trong người không? Có thuốc rồi, nhưng mà có Emerald. Còn. Ôi hai nhà này nãy giờ đánh nhau không được luôn kìa nào. Vãi thật, nó đánh qua đánh lại vẫn chưa chết nào. Giờ là Emerald xong về nhà mua đồ đi em. Ê chưa có team nào nó qua. Ê hai tụi nó hình như chưa có team nào nó qua đây hết sao? Ê. Trời, tụi nó với nhau rồi kìa. Vậy giờ mua đồ. Mua đồ đây nào, đi theo mình nè, đi theo mình nè, qua đây nè, quẹo nhà này nè. Quẹo nhà này, quẹo nhà. À, nãy tôi đúng vào luôn mà, xong lọt cái lỗ cái nghèo mẹo luôn. Nabu còn em rồi không? Nói là em mua thuốc này hả trời. Cái đậu xanh rì lý nó gờ. Ok để ok. Để trong gương nè. Còn em ở đâu không? Còn em ở đâu không? Hết rồi, nói là mua hết trơn rồi mà. Ok ok. Giờ là còn team đen chết rồi nè. Rồi team đen té mẹ luôn rồi. Team đen té luôn rồi. Cái đậu xanh. À, à blue nè, blue nè, blue qua mid nè, blue qua mid nè, blue qua mid nè. Có sự phát hiện blue qua mid, nó muốn qua mid rồi. Ok, hết em ta có nhà qua chơi rồi. Nào blue vẫn chưa biết mình.
À, lộn, blue chứ Nabu gì ba? Rồi. Gì vậy? Đường này nè, đường này nè, đường này. Ơi có hàng, có hàng gần, có hàng gần. Phải không? À, không, à, không. À, không, cái hàng nó mới chết ba. Đi đi qua đây, đi qua đây nè. Hồi nãy hàng blue nó đi qua đây. Nè, đường nhà nó nè, đường nhà nó nè. Không? À nó nhà nó luôn nè, phải. Trời ơi, nhà gần thế à nhóc. Nhà gần thế à, nhà gần thế à. Nhà gần thế à. Trời ơi. Nào đâu? Đây qua nè. Ủa tàn hình vô nè, mình ra nhà đừng có hơi, đừng có hơi. Ủa tàn hình làm gì quýnh được nội. Ủa tàn hình làm gì quýnh được. Thanh niên ngáo đá cho hay đâu à. Ủa tàn hình mình đâu bị đánh đâu. Ê. Còn hắn nó về nhà mình á. Quýnh nó đi nè, quýnh nó đi. Trời ơi, nào quýnh á. Trời anh em con nào quýnh rồi trời. Hay quá nào, hay quá. Trời ơi. Vậy mà quýnh cũng được nó, trời tức dễ sợ luôn. Qua cái gì nữa mà đen qua. Có nhu cầu giết nó cho mình quýnh nó lại. Nó chết rồi. Đâu còn xanh kìa. Qua đây đi, qua đây đi, muốn hút tàn hình vô vô, muốn hút tàn hình vô vô. Ở đâu? Bên nhà trắng, nhà trắng, nhà trắng lẹ lên, đang đứng canh me đây nè, nhanh lên. À, à đang qua đây. Khoan đường, à đường. Để nhanh lên. Đường nhìn là đang qua được có hơi. Đây nhanh lên, không nó chạy đi bây giờ, nó chạy mất rồi xíu nó khó đánh lắm á. Nó hút tàn hình vô mày quýnh nó đi. Mình hút hết thuốc tàn hình này. Lên. Đang chạy qua hố hoài. Ok ok ok. Nhà bạn đứng trên đầu nó luôn á. Thì đó đang đứng để cho mày vô quýnh nè. Ủa thằng hình vô. Thằng hình đâu? Hết hồn tưởng nó té xuống nó chết luôn ba. Rồi vô trọng quýnh nó đi. Ừ đang quýnh. Đừng có hơi. Ôi 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 nó hảo một đống luôn kìa. Đâu gà. À, mình cho Nam Bùi nó quýnh chèo mà đâu quýnh không được rồi đây mà phải giữ thiệt. Nha. Ok đây mà đấy thì hai trận hồi nãy tôi với Nam Bùi kết hợp quá ăn ý nhưng mà Nam Bùi nó chơi hơi bị ngáo này mà. Nhưng mà không sao Nam Bùi cái trận đầu gì? Hồi tao mới thấy hacker mà. Tao. Gì? Hồi nãy tao mới thấy nó bay, tao mới thấy nó bay. Cái đầu xanh rồi đấy. Thôi cãi đi, cãi đi, cái đó để cho admin mình chứ là dân thường thôi, mình không biết gì hết, mình không biết gì hết, mình không biết gì hết. Ok. Thì nãy là Nabi có làm trận highlight đó. Ờ anh em nào thấy Nabi chơi hay đừng quên là hashtag Nabi chơi gà. Alo Nabi chơi hay nha anh em. Ok. Và nếu anh em nào thích mình chơi Nabi tiếp thì đừng quên là hashtag khen khen và Nabi nha anh em. Ok. Bây giờ chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây thì chúc mừng người ta lành. Nếu anh em có gắt hay đừng quên đặt bên dưới cho mình nha anh em. Ok. Còn bây giờ. Bye bye. Bye bye anh em. Bye bye. Bye.